Bây giờ sẽ là phần trình diễn của em con Liên Châu. Mặc dù tuổi tác thì cách nhau 5 năm, nhưng sự gắn bó của em con với Liên Châu rất là chặt. Con và Liên Châu thường chỉ bài cho nhau đánh và đã giúp nhau nhận ra lỗi sai trước khi đánh cho thầy ganh nghe và bị thầy la. Đã sau đây là tác phẩm của Sonatina của Beethoven.